Công nghiệp Cái Mép, xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhà máy thức ăn chăn nuôi Spotlight Cái Mép được xây dựng trên diện tích 3 ha với tổng công suất là 150.000 tấn một năm, trong đó sản xuất thức ăn chăn nuôi 100.000 tấn một năm và thức ăn thủy sản là 50.000 tấn một năm. Với tổng chi phí đầu tư khoảng 12,5 triệu đô la Mỹ, khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ là nơi sản xuất và cung cấp thức ăn chăn nuôi cho bà con trong khu vực và các tỉnh lân cận. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động trong năm 2016.